phương. Thứ nhất chúng ta thấy tính cấp bách của vấn đề thị trường bất động sản liên quan đến vấn đề định giá đất, đền bù giải tỏa, rồi các cái vấn đề về tội gọi là tắc thị trường liên quan đến vấn đề định giá, mà đặc biệt có liên quan đến những cái dự án, và cái việc mà phải thúc đẩy nhanh để các cái chính quyền địa phương họ có một cái căn cứ pháp luật đầy đủ để đảm bảo được cái việc phản ứng nhanh với cái khó khăn của thị trường. Theo các chuyên gia, việc sớm ban hành Nghị định 44 sửa đổi được xem là cần thiết để nhanh chóng tạo điều kiện cho các chủ đầu tư dự án hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước, từ đó đảm bảo quyền về được cấp sổ hồng của hàng chục ngàn cư dân. Bên cạnh đề xuất sớm ban hành Nghị định số 44 sửa đổi đến các doanh nghiệp bất động sản có thể sớm tiếp cận được, thì những điểm mới trong luật đất đai mới vẫn là vấn đề hàng đầu được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm, đặc biệt là liên quan đến vấn đề pháp lý. Việc giảm tải các thủ tục có thể tạo ra sự thông thoáng cho doanh nghiệp, góp phần tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh hiện nay, còn góp phần rút ngắn được thời gian phục hồi cho thị trường bất động sản.